Tháng 12 năm 2017, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV phối hợp cùng câu lạc bộ chạy Red River Runners và công ty tổ chức sự kiện Sporting Republic tổ chức giải chạy bán marathon với chủ đề chạy vì gấu nhằm thúc đẩy việc chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tàn nhẫn và trái phép ở Việt Nam. Giải chạy đã thu hút hơn 800 người tham gia đến từ 43 quốc gia. Trong đó có các nhóm chạy đến từ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ, Anh và Pháp cùng các tổ chức bảo tồn và các đối tác của ENV. Nhà văn Trang Hạ cùng MC Mai Trang đến từ Đài truyền hình Việt Nam cũng đã tham gia giải chạy. Sự kiện năm nay đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp giải chạy được tổ chức vì mục đích bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam và khởi động cho tuần lễ gấu. Đây là tuần lễ hướng tới việc chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Việt Nam với nhiều hoạt động xoay quanh gấu tổ chức bởi ENV, Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới và Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã nước Việt. ENV vẫn đang nỗ lực hành động để bảo vệ loài gấu bằng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức để giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã, tăng cường thực thi pháp luật và các thể chế chính sách. Mục tiêu cuối cùng là chấm dứt ngành công nghiệp nuôi nhốt gấu lấy mật ở Việt Nam, giúp cho quần thể gấu có cơ hội được phục hồi và phát triển trong tự nhiên.